tiếp tục mình thăm một cái giềng câu cuối cùng nha, đó là giềng câu thứ tư. Và trong giềng câu này thì cũng đã xong. Bây giờ cũng 9 giờ sáng nha các bạn. Không biết chơi, đừng có chơi với nó. Wow, có trứng gì đang từ lùi vậy? Trứng mực ngàn nở rồi các bạn ơi. Trứng mực à. À, một em mực nữa. Cá thù nữa. Con này nãy nó quất mày một cái đây. Sống không hay là chết rồi? Em ngáp, nó chết rồi. Con này chết rồi. Nó còn xích tô là nó mới chết à. Con này mới chết rồi nha. Mực rất là ngon. Cái gì vậy? Trời ơi, cái lá nó giống lá lưu bình hả? Trời như là lá kẻ vậy trời. Trứng con ốc này nè. À, trứng đống rồi đó hả? Nhìn như giống như cái lá mía còn con trâu ha. Trứng ốc này nè. Trứng ốc đó. À đây, nó đây. Wow. Cái gì đó? Con. Thấy không? Ngồi trong đây, chạy qua tôi ra. Tớp lại là sống lắm á. Hả? Kêu tạo gì tớp ra, sống cái lắm đó. Vậy hả? Có không? Dễ gì? Nó là xa mình mà. Bây giờ là 9 giờ hết các bạn, mặt trời đây, mặt trời lên cao. Quang cảnh buổi sáng mình đây rất là tuyệt vời. Nhiều lắm, bây giờ tàu nó đi liên tục hết. Phía trước mình có một chiếc tàu này chắc tàu Ngọc Thành nè, tàu nhỏ này là Ngọc Thành nè. Chiếc này nhỏ, chiếc này không như Super Long đâu, chiếc này nhỏ. Tàu đó từ trong địch giá chạy ra. Wow, đằng này dính trứng gì nhiều quá ha. Trứng con mực. Trứng đen thui rồi. Được không? Nó là Ngọc Thành đó, chứ không phải là Super Đông. Để dài ngang anh zoom là anh biết à. Cái tàu nó chạy cũng gần mình. Khoảng cách khoảng chừng 500m. À, Super Đông. Chiếc này Super Đông 2. À, Super Đông. Đứng đẹp vui ha. Trứng trắng trứng đen này nè, không biết là cái gì luôn. Đang mà nắng lên giải trình này, trắng trứng đen đây. Tàu Super Long đó các bạn. Super Long này nó chạy đi Hòn Sơn, hướng này là hướng Hòn Sơn Phú Quốc, thì nó chạy ra tuyến này. Và đây là cái lạch của tàu về chạy ra phía ngoài Hòn Sơn Nam Du Phú Quốc. Ngon lắm trời. Mang mày ăn thử à. Không ai ăn cái đó đâu. Thấy không. Đông chạy rất là nhanh. Mới ra được xa mình rồi. Cái này không nhiều nhưng mọi khi thấy Hòn Sơn. Đó cái hòn mà mùi phía trước các bạn, đó là Hòn Sơn đó. Trời nó được trong. Đó, một con xuất hiện rồi. Con này cũng to lắm.
mới dính rồi. Con này bự lắm rồi ha. Con này 7 tấc luôn, con này bằng con nãy đó. Rồi. Ngoài đó. Ngoài thì bắt thôi đâu gì đâu.
ra, nó lên tiếp lại 1m2. Biển mình bây giờ ô nhiễm đủ thứ hết, là cái gì cũng có hết, áo quần bọc cái này đúng ra là nó thuộc lại là rác thải nguy hại nè, rác thải nguy hại, cái loại này là phải đưa vô tái chế nè, hoặc là đưa vô xử lý. Trôi lình bình, rất là cực nha các bạn. Thăm câu kiều này lưu ý câu rất là nhiều, mình không khéo thì nó bập vô tay mình, cho nên những người ở đây là làm quen rồi, cho nên nó không được bập vô tay. Xúc dây nữa rồi. Rồi một con gì nữa. Trời ơi cá bập. Bập hết sức bự gì đó. Còn có một cây đó là cuối cùng ha. Biển quá trời lắc này. Dơ đó không anh ha? Dơ à. Bám cái gì quá bám rồi. Wow, một con kìa. Trời ơi, hai con. Hai con một cặp luôn. Xử lý sao đây? Xử lý được con, hai con đây. Hai con. Kéo vô em. Quá căng thẳng. Ừ. Quá căng thẳng, quá căng thẳng. Rồi, đến giờ. Dính hả? Dính chắc không dính giờ. Anh cầm dưới được rồi, anh cầm phía dưới nè. Rồi, rồi, buông cái từng từng, buông anh. Bệnh buông đi. Vô một cặp này xử lý hơi khó ha. Mặc dù sướng nhưng mà xử lý, phải xử lý hơi khó. Ra này hơi căng não. Căng não thiệt rồi. Kia ra luôn hả?
chụp rồi mạnh luôn. Ừ chơi mạnh chơi luôn. Ok đều cho nó. Con này con cái các bạn ơi, vậy là một cặp rồi. Hai con này đang đi chơi, rủ nhau đi chơi, đi ăn Noel sớm. Noel. Wow. Má đây dính cặp cặp không à? À. Vui mặt cười. Đã. Đừng có khúc cuối cùng vô được một cái đuối bằng cái mâm ha. Vô luôn. Ngứa quá. Đây, chuẩn bị vô ngứa. Hết hả? Vậy là kết thúc rồi phải không? À còn khúc nữa hả? Rồi ok. Rồi mình thăm xong 4 khúc rồi. Ok còn một khúc ngắn nữa. Hướng này là thành phố Rạch Giá các bạn. Vòng kéo dài xuống đây. Khu vực dưới này là khu vực thứ 6 đó. Hồi sáng mình đang ở